Xin chào các bác có niềm đam mê cái cảnh đam mê làm vườn nhé. Chào mừng các bác đến với video của em. Thì hôm nay em đến đây giới thiệu cho các bác một cái lô. Đây là lô kéo bắt cành trên cao nhà em vừa mới về. Đây là cái mẫu kéo bắt cành trên cao 5m các bác nhé. Đây, có đầy đủ các mã. Nhà em hiện tại kinh doanh các mã từ 3 đến 5m để cho các bác phù hợp lựa chọn. Đấy, như trên đây. Thì trên tay em đang cầm đây là một mẫu kéo cắt cành trên cao 3m các bác nhé. Đây là khi hàng mới các bác vận về nhận thì nó sẽ là như thế này. Hàng thì em sẽ kèm cho các bác một cái lưỡi cưa đi kèm với cái kéo. Đấy. Đây cái lô kéo này thì em vừa về nhập đủ mọi mã để bán cho các bác. Đấy. Đây là mẫu kéo cắt cành 5m. Đây, kéo cắt cành 5m thì nó có hai khớp nối các bác nhé. Đây là hai khớp nối. Đấy. Đây, em sẽ mở một cái kéo ra và giới thiệu phần chi tiết cho các bác. Đây. Đây như là một cái kéo cắt cành trên cao 5m các bác nhé. Đấy, đây của nhà em, cái kéo này thì đã qua sử dụng rồi. Đây em sẽ giới thiệu cho các bác. Đầu tiên về cái phần thân kéo này, như các bác thấy đây. Thì cái phần thân kéo này được làm bằng hợp kim nhôm các bác nhá. Trọng lượng của kéo thì chỉ rơi vào tầm hơn 1 cân thôi, rất là nhẹ. Đấy. Về phía dưới này, đây là phần tay cầm. Đây, tay cầm thì có lò xo trợ lực các bác nhìn này. Đấy. Lò xo trợ lực này. Giúp các bác cắt cực kỳ là nhẹ luôn. Đấy. Tay cầm thì cũng được làm bằng hợp kim nhôm các bác nhá. Đây. Nó được làm bằng kim nhôm nên là trọng lượng nó sẽ được giảm đi rất là đáng kể. Đấy. Đây là phần khóa chốt của kéo. Đấy. Các bác mua về sử dụng cần bóp chốt này, mở này. Đấy là sử dụng. Không khi nào không sử dụng thì các bác đóng lại cái chốt này. Đấy, giữ cái kéo. Đây là phần trên một chút. Đây là nó có một cái đấm ở điện mút ở chỗ phần thân kéo này. Giúp các bác cầm nó rất là chắc chắn, tránh ra mồ hôi tay trơn trượt khi sử dụng. Đấy. Về phần bên trên, đây, như bác đấy. Đây là cái phần khớp nối này. Đấy. Rất là các bác kéo lên. Đây là phần khớp nối này. Đấy, đây là phần khớp nối của kéo. Cái kéo này thì nó có hai cái phần khớp nối các bác nhá. Đấy. Còn cái phần kéo 3m thì chỉ có một khớp nối. Các bác chú ý giúp em bởi vì nhiều bác lại bị nhầm với phần kéo 3m, 4m với 5m. Kéo 3m thì chỉ có một khớp nối các bác nhá. Một khớp nối như thế này. Đây. Đây là một cái kéo Đây là một cái kéo 3m này. Các bác chú ý giúp em này. Đây. Nó chỉ có một phần khớp nối. Đây, khớp nối vào một phần chốt đây thôi. Đấy, còn đây là cái kéo 4 và 5m thì nó sẽ có hai khớp nối. Đấy. Các bác chú ý giúp em nhé. Nhiều bác đặt hàng lại hỏi là tại sao lại kéo 3m nó lại không có hai khớp nối. Đấy. Phần kéo 3m thì nó chỉ có một khớp nối thôi. Đấy. Đây là phần hai khớp nối này. Kéo này kéo độ dài tối đa ra của nó là 4m các bác nhá. Nhà em thì có 3 mẫu là 3m, 4m và 5m đấy. Phù hợp cho các bác có nhu cầu. Đây là phần trên của nó này. Thì phần này thì nó có cho các bác đây là một cái phần để lắp cái phần lưỡi cưa các bác nhá. Lưỡi cưa để cắt cành. Đấy, rất là tiện. Thì phần trên đây là phần lưỡi này. Đây là phần lưỡi. Đây là phần lưỡi cắt cành. Đấy. Còn phía bên cạnh đây là phần lưỡi là một cái kẹp giữ quả các bác nhá. Đấy. Giúp các bác giữ quả khi cắt. Đấy, đây, em mặc kéo sử dụng cho các bác xem. Đây. Các bác nhìn này. Đấy. Đấy. Khi bác cắt thì cái phần bên kẹp bên này nó sẽ giữ lại cái phần quả, tránh phần quả rơi xuống. Đấy, rất là tiện. Giúp các bác hái những cái quả trên cao rất là an toàn. Đấy. Hiện tại thì nó đang vào những cái vụ thu hoạch hoa quả và những vụ mùa mới. Thì bác nào có nhu cầu thì hãy liên hệ với bên em qua số điện thoại em để dưới phần mô tả của video. Đấy. Còn bác nào muốn có tham khảo về vật tư gì khác thì có thể gọi điện trực tiếp với bên em qua số điện thoại đó. Em sẽ có nhân viên giới thiệu và tư vấn cho các bác về các cái mẫu kéo cắt cành hoặc là những cái dụng cụ để làm vườn, dụng cụ làm cây cảnh. Đấy. Còn bác nào muốn em làm vật tư gì hãy để lại một cái bình luận bên dưới. Em sẽ giải đáp và thực hiện vào các video lần sau. Đấy. Còn bác nào đặt hàng thì hãy gọi trực tiếp với bên em qua số điện thoại em để ở phần mô tả. Đấy. Hoặc là comment ở dưới phần bình luận, em sẽ có nhân viên chốt đơn và tư vấn cho các bác. Đấy. Video của em thì đến đây xin hết. Xin chào và hẹn các bác trong các video lần sau.